Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình bình luận sẽ luôn có hai video và ra mắt cách nhau khoảng một tiếng. Đây là video chương trình bình luận một của hôm nay, ngày chủ nhật 11 tây tháng 2 năm 2024. Hôm nay là ngày mồng 2 Tết Nguyên Đán. Việt Linh xin kính chúc tất cả quý vị thính giả gần xa đón một năm mới Giáp Thìn an khang, thịnh vượng và tài lộc sức khỏe dồi dào. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay với nhan đề khẩu hiệu Mỹ dân nguy hiểm của Donald Trump, rằng sẽ không ai động tay đến súng của bạn. Kính thưa quý vị, Donald Trump đã nói với các thành viên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA hôm thứ Sáu rằng sẽ không ai được phép động đến súng của bạn nếu ông ta đắc cử tổng thống, đồng thời thề rằng sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế về súng của thời Biden. Donald Trump nói tại diễn đàn của NRA tại Philadelphia rằng mọi cuộc tấn công của Biden nhằm vào các chủ sở hữu và các nhà sản xuất súng sẽ chấm dứt ngay trong ngày đầu tiên tôi nhậm chức. Trump đặc biệt cho biết là ông ta sẽ hủy bỏ chính sách không khoan nhượng của chính quyền Biden nhằm thu hồi giấy phép liên bang đối với những người buôn bán súng, vi phạm luật súng, và ông ta cũng sẽ hủy bỏ các quy định về nẹp súng lục hoặc các thiết bị ổn định cũng từng được sử dụng trong các vụ thảm sát bằng súng. Donald Trump, ông ta cũng chỉ trích báo cáo của luật sư đặc biệt Robert Hur về việc Tổng thống Joe Biden giải quyết tài liệu mật. Ông ta nói rằng nếu Biden không bị buộc tội thì ông ấy cũng không nên bị buộc tội. Nhưng mà Donald Trump lại quên, không đề cập đến sự khác nhau của hai vụ việc, một bên là quên và tự nguyện giao nộp lại cho chính phủ khi tìm thấy, và một bên là ăn cắp, đem về nơi ở riêng, không chịu trả khi mà có trác đòi, và còn làm thất thoát nhiều tài liệu quan trọng của chính phủ. Donald Trump tuyên bố ông ta hợp tác với các nhà điều tra liên bang nhiều hơn Biden đã làm, mặc dù báo cáo của Robert Hur đưa ra sự tương phản ngược lại, nói rằng Donald Trump bị cáo buộc đã từ chối trả lại tài liệu mật trong nhiều tháng và còn chỉ đạo người khác tiêu hủy bằng chứng và sau đó còn nói dối về điều đó. Nhận xét của Trump được đưa ra một ngày sau khi công tố viên đặc biệt điều tra việc giải quyết tài liệu mật của Biden kết luận rằng không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra, một phần vì bồi thẩm đoàn sẽ coi ông Biden là một người đàn ông lớn tuổi, có thiện chí nhưng trí nhớ kém. Trump lần đầu tiên đề cập đến vấn đề quyền sử dụng súng vào năm 2015 và trong suốt nhiệm kỳ tổng thống cũng như trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Donald Trump và NRA đã duy trì mối quan hệ gắn kết. Tuy nhiên, mặc dù NRA vẫn là nhóm súng hàng đầu trong nước, nhưng gần đây tổ chức này cũng bị sa lầy bởi đấu đá nội bộ, tranh cãi và căng thẳng tài chính, tham nhũng. NRA và các lãnh đạo điều hành của tổ chức này hiện đang bị Bộ trưởng Tư pháp New York là Letitia James kiện về các cáo buộc tham nhũng dân sự tràn lan. Và tháng trước đây, Guy Lafleur, nhà lãnh đạo lâu năm của nhóm bảo vệ quyền sử dụng súng đầy quyền lực, ông ta đã từ chức sau những cáo buộc rằng ông ta đã giải quyết sai hàng triệu đô la để trang trải cho lối sống xa hoa tham nhũng của mình. Theo chủ tịch của NRA, Lafleur đã phủ nhận những cáo buộc đó và rời bỏ vai trò này vì vấn đề sức khỏe. Khi còn ở Tòa Bạch Ốc, Donald Trump ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế về súng đối với hoạt động săn bắn và đánh cá trên đất công. Trump tuyên bố các cửa hàng súng, trường bắn và nhà sản xuất
vũ khí là những dịch vụ thiết yếu trong thời kỳ đại dịch. Và Trump đã bổ nhiệm hơn 200 thẩm phán liên bang có hồ sơ bảo thủ về các quyền của tu chính án thứ hai. Kính thưa quý vị, trong một tuyên bố được đưa ra trước bài phát biểu của Trump, John Feinblatt, chủ tịch của nhóm an toàn súng mọi nơi, cho biết rằng với việc Trump gần đây đã yêu cầu người Mỹ hãy bỏ qua, hãy quên đi các vụ xả súng ở trường học, chúng tôi biết nhiệm kỳ thứ hai nó sẽ tồi tệ hơn như thế nào. NRA một lần nữa sẽ đối xử với các vụ xả súng ở trường học như những chuyện thường ngày. Người Mỹ, đặc biệt là trẻ nhỏ, sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Donald Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để thuyết phục cử tri ở Pennsylvania tập trung vào các vấn đề như tội phạm và nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam. Trong hai tuần nữa, Donald Trump sẽ cạnh tranh với Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina. Theo cuộc thăm dò của Đại học Washington Boston Monmouth công bố hồi đầu tháng này, thì Donald Trump vẫn đang dẫn trước bà Nikki Haley 26 điểm ở South Carolina. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, nước Mỹ có tu chính án thứ hai bảo vệ quyền sở hữu súng của người Mỹ. Nước Mỹ thường xuyên xảy ra những vụ thảm sát xả súng, và cứ mỗi khi xảy ra, người Mỹ lại lên án kẻ xả súng mà chẳng ai lên án kẻ bán súng cả. Lại kéo nhau hàng đoàn người đến nơi xảy ra thảm sát để trưng ra những bộ mặt buồn như cha chết mẹ chết, đến để đặt những bó hoa, những cái đèn để chia buồn. Nhưng mà khi kêu gọi thông qua các dự luật kiểm soát súng gắt gao hơn, thì chẳng ai muốn bị hạn chế tự do với quyền sở hữu súng cả. Tôi gọi họ là những kẻ điên khùng, đạo đức giả. Một tổng thống muốn hạn chế và kiểm soát súng để có được an toàn cho người dân, nhất là trẻ nhỏ, và một tên lừa đảo muốn làm tổng thống với lời hứa là sẽ cho tự do hơn bán súng, mua súng để bắn nhau dễ hơn, nhiều hơn và nhanh hơn. Vậy thì người Mỹ chọn đi. Mà đã chọn rồi thì hãy hài lòng với quyết định và lá phiếu của mình. Khi có thảm sát, xả súng xảy ra, thì đừng có vác mặt đến để chia buồn. Đừng tốn tiền mua những bó hoa, những cây đèn cầy, mà hãy để dành tiền đó mua thêm súng đạn để ủng hộ NRA và để dành lo chuyện hậu sự cho chính mình. Vì không ai biết tai ương sẽ xảy ra lúc nào, ở đâu và với bất cứ ai sống tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề khi hai trầu miền Tây nói mấy thằng Mỹ ăn cái giống gì mà ngu dữ vậy. Kính thưa quý vị, những ngày quan trọng đang ở phía trước trong nhiều cuộc chiến pháp lý của Donald Trump, những phán quyết sắp xảy ra và những phiên tòa sắp xảy ra có thể mang tính định mệnh đối với chiến dịch tranh cử năm 2024 của ứng cử viên đảng Cộng Hòa, cũng như tài sản cá nhân của ông ta. Quyền lực và giới hạn của chức vụ tổng thống, thậm chí cả nền dân chủ lập hiến của Mỹ, sẽ được định hình bởi những gì xảy ra tiếp theo. Sự xung đột giữa cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 và mớ rắc rối đặc biệt của trách nhiệm pháp lý xét xử, kháng cáo tại tòa án và kiểm tra pháp quyền của Donald Trump ngày càng sâu sắc hơn khi mà ông ta đang tiến gần đến quyền đề cử của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chiến lược trì hoãn của Donald Trump được thiết kế để trì hoãn toàn bộ trách nhiệm giải trình cho đến sau cuộc bầu cử có thể có tác dụng trên một số mặt trận pháp lý. Các thẩm phán hàng đầu của quốc gia hiện đang phải vất vả đương đầu với hậu quả của những nỗ lực của Trump nhằm ép các rào cản của hệ thống chính trị đến giới hạn của chúng. Những tiền lệ sau đó sẽ còn vang vọng
chừng nào nước Mỹ vẫn còn là một nước Cộng hòa. Donald Trump, các luật sư của ông ta, các đối thủ chính trị của ông ta và các học giả hiến pháp đang chuẩn bị cho những diễn biến lớn sắp xảy ra. Thứ nhất, thứ năm vừa rồi, Tòa án tối cao đã nghe các tranh luận miệng về quyết định của Tòa án tối cao Colorado loại Trump khỏi cuộc bỏ phiếu theo lệnh cấm của tu chính án thứ 14 đối với những người nổi dậy. Điều này xảy ra sau cuộc tấn công của đám đông bởi những người ủng hộ ông ta vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, được kích động bởi những tuyên bố sai trái của ông ta về gian lận bầu cử vào năm 2020. Tòa án tối cao có rất ít lựa chọn. Ngoài việc can thiệp bởi vì các phán quyết pháp lý khác nhau giữa một số tiểu bang có nguy cơ gây ra hỗn loạn bầu cử quốc gia về tư cách hợp lệ của Trump trong các lá phiếu cấp tiểu bang. Tiểu bang Maine đã thực hiện bước đi tương tự như Colorado, nhưng vụ việc đó vẫn chưa được đưa lên Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Vấn đề này tôi dự đoán rằng Tòa án tối cao sẽ bác bỏ phán quyết của Tòa án tối cao Colorado. Họ sẽ không phải đối mặt với hàng loạt rắc rối khác trong tương lai từ các tiểu bang khác nếu họ triệt tiêu phán quyết Colorado từ bây giờ. Và kế tiếp là một câu hỏi hiến pháp lớn khác đã có câu trả lời từ Tòa Phúc Thẩm Liên bang ở Washington DC đối với tuyên bố của Trump về quyền miễn trừ tổng thống. Phán quyết cho rằng Trump không hề có quyền miễn trừ và phải bị xét xử như bất cứ kẻ phạm tội nào khác đang được Donald Trump kháng cáo lên Tòa án tối cao. Vấn đề này tôi tin chắc chắn rằng Tòa án tối cao sẽ phải đồng lòng với phán quyết của Tòa Phúc Thẩm. Nhưng mà không rõ những thẩm phán trong Tòa án tối cao cần đến bao lâu mới nặng ra được một phán quyết để phiên tòa xét xử của thẩm phán Tanja Chutkan được tiếp tục trở lại. Và kế tiếp trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York, phán quyết cuối cùng của thẩm phán Arthur Engoron dự kiến trong vài ngày tới sẽ tập trung vào các vấn đề bao gồm số tiền Trump sẽ phải trả cho những khoản lợi bất chính và liệu ông ta có bị cấm kinh doanh tại New York hay không. Một phán quyết trị giá hàng trăm triệu đô la có thể gây áp lực đáng kể lên nguồn dự trữ tiền mặt và tài sản của Trump. Vấn đề kế tiếp, Trump vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của phán quyết của bồi thẩm đoàn vào cuối tháng trước, trị giá 83,3 triệu đô la cho nhà văn Jean Caron, người đã cáo buộc Trump tội phỉ báng sau khi một thẩm phán ra phán quyết rằng ông ta phải chịu trách nhiệm về tội tấn công tình dục. Việc kháng cáo của Trump với cơ hội thành công là rất mong manh. Và tại Georgia, vụ cáo buộc Donald Trump đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 do biện lý quận Fulton bà Fannie Willis đưa ra hiện đã bị lu mờ bởi những tiết lộ về mối quan hệ cá nhân của bà với công tố viên chính là ông Nathan Wade. Trump đã lợi dụng tai tiếng này để cáo buộc biện lý quận có tham nhũng và yêu cầu hủy bỏ vụ việc. Nếu bà Fannie Willis bị cách chức, liệu một công tố viên khác có theo đuổi cáo trạng theo cách tương tự hay không là chưa ai biết, thưa quý vị. Một phiên tòa liên bang khác chống lại Trump về cáo buộc giải quyết sai tài liệu mật và cản trở tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ta, trên danh nghĩa đã được ấn định vào tháng 5 sẽ đưa ra xét xử, nhưng lại đang vướng vào tranh chấp với thẩm phán Eileen Cannon. Khi bà ấy muốn cho phép Trump được công khai danh tính của các nhân chứng, đây là điều mà cố vấn đặc biệt Jack Smith phản đối để bảo vệ họ. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị.
các trường hợp pháp lý của Donald Trump đại diện cho một cuộc khủng hoảng quốc gia lớn chưa từng có. Mức độ nghiêm trọng của các vụ án mà Trump phải đối mặt là đặc biệt đối với bất kỳ bị cáo hình sự nào, bởi bản chất quan trọng của các vụ án và tư cách của một ứng cử viên có nhiều khả năng nhất của đảng Cộng Hòa cho chức Tổng thống trở thành thời điểm đầy nguy hiểm đối với đất nước này. Khả năng của Trump trong việc trì hoãn trách nhiệm giải trình bằng các chiến thuật trì hoãn pháp lý và đưa ra những phát biểu mang tính mị dân có thể giảm bớt tác động của các phiên tòa xét xử ông ta đối với các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới đây. Cơ hội để công chúng Mỹ nhận được toàn bộ trách nhiệm giải trình trước những hành vi tội ác của Trump trước cuộc bầu cử dường như đang giảm dần và có thể sẽ không xảy ra. Nhìn về nước Mỹ từ phương xa, thưa quý vị, tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland là người phải chịu trách nhiệm khi để đất nước rơi vào tình cảnh xấu xí như ngày nay. Người Mỹ nên nhìn về đất nước Brazil để thấy vụ bạo loạn xảy ra ngày 8 tháng 1 năm 2023. Sau đó chỉ trong vòng 2 tuần, lực lượng thực thi pháp luật Brazil đã tóm gọn hầu hết những người gây loạn. Và chỉ trong vòng 10 tháng, họ tóm thêm những tên tay sai gần gũi với cựu tổng thống Jair Bolsonaro, những người họ đang chờ ra tòa và bị thu hồi passport. Kể cả Jair Bolsonaro cũng vậy, tất cả bị cấm xuất ngoại. Đất nước của họ vẫn bình yên, phát triển. Và nước Mỹ, hơn 3 năm, chỉ có những chân rết tầm thường bị kết án tù, còn những tay chân thân cận của Trump không ai bị gì cả. Trump vẫn thoải mái tấn công và miệt thị các viên chức chính phủ, thẩm phán, tổng thống, vẫn tiến hành các cuộc biểu tình chính trị chống chính phủ. Và tương lai chắc chắn ông ta sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống. Nền dân chủ có thể bị phá hủy khi Trump quay lại. Sự vị nể, nhẹ tay, không làm đúng luật pháp của hệ thống tư pháp Mỹ và người đứng đầu là ông Merrick Garland sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà như vậy có cứu được đất nước này hay không? Khi mà có nhiều người Mỹ vẫn điên cuồng ủng hộ Trump, bất kể ông ta là một tên tội phạm đang chờ xét xử, một kẻ bị rối loạn nhân cách và muốn trở thành một nhà độc tài chính hiệu, muốn đưa nước Mỹ đến với một thể chế chuyên quyền. Sống trong một quốc gia dân chủ, tự do là điều vô cùng quý báu và hạnh phúc đối với tất cả mọi người, đối với nhiều quốc gia khác mà họ đã phải đổ máu để giành lấy từ những nhà nước chuyên quyền và những nhà độc tài. Trong khi người Mỹ thì lại đi ngược lại. Thiết nghĩ rằng một số người trước đây cho rằng để triệt hạ được Donald Trump, cần phải tỉa cành, chặt nhánh, phải cắt rễ chung quanh, rồi mới đốn cây cổ thụ, cháo từ từ nấu rồi sẽ nhừ thôi. Họ chỉ trích tôi là nóng vội. Merrick Garland rất thông minh, mưu lược. Thì giờ đây những người họ đã biết quan điểm của họ là sai. Khi mà quan điểm của tôi là đánh rắn thì phải đánh đập đầu, không đập đuôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày thứ 6, có một vị thính giả viết một câu nói cay đắng châm biếm quan điểm nhận thức của nhiều người Mỹ. Khi mà cả thế giới này đều nhìn ra con người nguy hiểm, tàn ác, vô lương tâm của Trump, họ chán ghét xa lánh Trump. Họ lo lắng viễn cảnh chó nhảy bàn độc xảy ra một lần nữa. Họ sợ con virus quái ác còn độc hơn con Covid này quay lại. Cả thế giới đều nhìn thấy con người Trump là bất xứng như thế nào. Ấy thế mà người Mỹ lại không nhìn ra. Họ xem thường giá trị của nền dân chủ nước nhà. Họ bán rẻ nền Cộng Hòa để theo sùng bái một kẻ bại hoại vô nhân cách.
Cho nên câu nói cay đắng của vị thính giả đó, mà tôi tạm diễn dịch thành một câu nói bình dân của ông Hai Trầu, quê miền Tây. Để nói lại câu nói đó theo rạc giọng dân miền Tây, để kết thúc bài bình luận này. Mấy thằng Mỹ ăn cái giống gì mà ngu dữ vậy? Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình bình luận với video 2 sau một tiếng nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.